Quý vị và các bạn đang xem trên kênh Công giáo yêu thương. Kính chúc quý vị có nhiều sức khỏe, tràn đầy hồng ân Thiên Chúa và Mẹ Maria. Xuân Thủy xin mến chào cô chú và các anh chị đang trở lại với kênh Công giáo yêu thương. Lời đầu tiên xin chúc tất cả quý vị có nhiều sức khỏe, bình an trong Chúa Kitô. Kính thưa quý cộng đoàn cùng toàn thể mọi người. Mấy ngày nay thì cộng đoàn cũng được xem rất là nhiều tin tức về đại diện tòa thánh của Vatican tới thăm giáo hội Việt Nam và đất nước Việt Nam chúng ta. Thì hôm nay cũng là gần đến ngày cuối cùng Ngài ở Việt Nam, Ngài sắp sửa trở về với tòa thánh Vatican, thì mình cũng chia sẻ một số thông tin của hoạt động của ngày hôm nay của Ngài tại Việt Nam. Hôm nay là ngày 13 tháng 4 năm 2024, tức ngày thứ Bảy. Vào đúng 17:30 chiều nay, Ngài dâng thánh lễ tại nhà thờ chính tòa Tổng giáo phận Sài Gòn, nhà thờ Đức Bà. Thì Tổng giáo phận Sài Gòn có tiếp trên kênh YouTube cũng như là các trang mạng của giáo phận Sài Gòn. Thì video này thì xin chia sẻ cái đường link ở bên dưới cái phần miêu tả và cái phần bình luận. Quý cộng đoàn nếu mà xem được cái video của Thủy đây thì quý vị kéo xuống bên dưới thì quý vị có một cái đường link và Thủy sẽ để rõ ràng là thánh lễ vào lúc 17:30 ngày tháng có đàng hoàng bên dưới, Thủy sẽ để bên dưới, thì quý cộng đoàn nhấp vào cái đường link đó sẽ đi đến kênh của Tổng giáo phận Sài Gòn và đúng cái video thánh lễ chiều nay của Tổng giáo phận Sài Gòn luôn. Thì mọi người có thể xem trực tuyến, nếu ai ở xa không về với giáo phận Sài Gòn được thì mọi người có thể xem trực tuyến. Mọi người có thể biết giờ chính xác để mọi người tham dự thánh lễ vào lúc 17:30, thì mọi người cứ chuẩn bị vào lúc 17 giờ đi, tắm rửa rồi mọi cái chỉnh chu hết rồi mọi người cùng tham dự thánh lễ vào lúc 17:30. Ngài dâng thánh lễ và ngày 14 ngày mai đấy là Ngài sẽ về tòa thánh Vatican, Ngài trở về tòa thánh Vatican. Thì bây giờ Thủy sẽ lược lại cái hoạt động của Ngài tại Việt Nam. Ngài đến Việt Nam từ ngày 9 tháng 4, thì Thủy có coi ở trên truyền thông Hội đồng Giáo mục Việt Nam, thì Thủy chia sẻ sơ, cũng có người khán giả biết rồi nhưng cũng có người chưa biết, thì Thủy sẽ lược lại sơ sơ qua để cho mọi người nắm bắt được hoạt động của Ngài tại Việt Nam trong những ngày qua. Nhận lời mời của Hội đồng Giáo mục Việt Nam, Đức Tổng Giám mục Paul Richard Gallagher, Bộ trưởng Ngoại giao Tòa Thánh, thực hiện chuyến thăm Việt Nam từ ngày 9 tháng 4 đến 14 tháng 4 năm 2024, đi gặp gỡ một số cộng đoàn, dâng thánh lễ tại nhà thờ chính tòa của 3 tổng giáo phận thuộc giáo phận Việt Nam, tổng giáo phận Việt Nam. Một là giáo tỉnh Hà Nội. Thứ ba, ngày 9 tháng 4 năm 2024, bước xuống sân bay Nội Bài lúc 13:15 đến tòa nhà Pan Pacific, nơi đặt văn phòng đại diện thường trú tòa thánh Vatican, hội kiến Bộ trưởng Ngoại giao Bùi Thanh Sơn. Ngày thứ tư ngày 10 tháng 4 năm 2024, chào thăm Bộ trưởng Nội vụ Phạm Thị Thanh Trà, hội kiến với Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính, dâng thánh lễ tại nhà thờ chính tòa giáo phận Hà Nội. Thứ năm, ngày 11 tháng 4 năm 2024, thăm Trung tâm Quốc tế Bệnh viện Nhi Trung ương 18/879 La Thành, Đống Đa, Hà Nội, thăm Viện Bảo tàng Dân tộc học Việt Nam, và Ngài ra phi trường Nội Bài để đi vào trong Huế vào lúc 16:30.
Bây giờ Thủy sẽ sơ sơ lược cái hành trình của Ngài để mọi người xem lại nhé. Thì hôm nay là ngày 13 rồi, nhưng mình cứ sơ sơ lại cho mọi người cùng nắm bắt được cái hành trình của Ngài trong những ngày ngày ở Việt Nam, và mọi người tiếp tục cầu nguyện cho Ngài. Hai, tại giáo tỉnh Thừa Thiên Huế, thứ năm ngày 11 tháng 4 năm 2024, bước xuống sân bay Phú Bài lúc 17:50, đến tòa giáo mục Huế vào lúc 18:45, thăm vào huấn dụ tại chủng viện Huế vào lúc 20:30. Thứ sáu ngày 12 tháng 4 năm 2024, dâng thánh lễ tại nhà thờ chính tòa Phủ Cam vào lúc 8 giờ. Thăm dòng Mến Thánh Giá Huế vào lúc 11 giờ. Nghỉ đêm tại Đà Nẵng. Thứ bảy ngày 13 tháng 4 năm 2024, đó là ngày hôm nay đấy, ra phi trường Đà Nẵng đi vào Sài Gòn lúc 11:20. Vậy là bây giờ Thủy đã quay là chia sẻ cho mọi người là gần 11 giờ rồi. Vậy Ngài chuẩn bị đi rồi đấy. Ngài chuẩn bị từ Đà Nẵng đi vào Sài Gòn rồi. Thứ bảy ngày 13 tháng 4 năm 2024, bước xuống sân bay Tân Sơn Nhất vào lúc 13:05. Có nghĩa cái lịch trình của Ngài thì rất là khớp với thời gian. Khi mọi cái thời gian thì đọc ở đây của Hội đồng Giám mục Việt Nam ấy, thì chắc chắn là gần như là khớp luôn. Di chuyển đến văn phòng Hội đồng Giám mục Việt Nam vào lúc 13:45, đến nhà thờ chính tòa Sài Gòn lúc 16:15, dâng thánh lễ lúc 17:30 chiều nay đấy. Chủ nhật ngày 14 tháng 4 năm 2024, tiếp kiến Hội đồng Giám mục Việt Nam lúc 10 giờ sáng ngày mai, đến phi trường Tân Sơn Nhất để đi ra Hà Nội lúc 11:20 và rời Việt Nam từ sân bay Nội Bài lúc 19:30. Ngài bay về Vatican và rời sân bay Nội Bài lúc 19:30 ngày mai mọi người nhé, đúng ngày mai là ngày chủ nhật, là ngày 14. Dòng sự kiện: Bộ trưởng Ngoại giao, Tòa Thánh thăm Việt Nam. Đặc biệt chúng ta cầu nguyện cho Ngài nhé, cầu nguyện cho Ngài trở về của Đức Tổng Gallagher vào chiều ngày mai, Chủ nhật ngày 14 tháng 4 năm 2024, được mọi sự bằng an. Chúng ta xin dâng lên Chúa Thánh Thần phù hộ để tất cả các cuộc gặp gỡ của Đức Tổng Ngoại trưởng Gallagher với các giới chức đạo đời đạt nhiều thành quả tốt đẹp, mang lại luồng sinh khí mới cho Hội Thánh Việt Nam, củng cố đức tin của người Công giáo Việt Nam, đồng thời có tiếng vang lớn và góp thêm sức mạnh cho công cuộc loan báo tin mừng. Vậy xin mọi người tiếp tục cầu nguyện và dâng lên Chúa những lời thật là sốt sắng để cho việc Ngài đến Việt Nam được mọi sự bằng an và tốt đẹp, mọi sự được bằng an khi Ngài trở về. Và đặc biệt hôm nay, chiều hôm nay là 17:30 chiều hôm nay, mọi người có thể ở xa không về được với Tổng giáo phận Sài Gòn thì mọi người xem thánh lễ, tham dự thánh lễ qua màn hình TV hoặc là điện thoại, laptop, nói chung là mọi mọi nơi, mọi lúc, mọi hoàn cảnh thì mọi người có thể là chủ động để xem vào lúc 17:30 chiều nay, thứ bảy ngày 13 tháng 4 năm 2024. Vậy thì cũng chia sẻ một số thông tin vậy để cho quý ông bà cùng anh chị em cùng toàn thể mọi người nắm bắt được, để mọi người cùng hiệp thông hợp ý và cầu nguyện dâng lên Chúa và Giáo hội Việt Nam cho những ngày tháng tươi đẹp này. Thì cũng rất là vui, vui lắm mọi người ạ. Lần đầu tiên một vị của Tòa Thánh Vatican mà Bộ trưởng Ngoại giao của Tòa Thánh mà thăm Việt Nam, mình mong sao nhiều hơn nữa đó là Đức Giáo Hoàng, Đức Thánh Cha đến thăm Việt Nam một ngày gần nhất, để đoàn chiên của Giáo hội Việt Nam được vui mừng và hạnh phúc
Một lần nữa chân thành cảm ơn tất cả quý cô ông bà cùng toàn thể mọi người đã xem trên kênh Công giáo yêu thương, và xin chúc tất cả quý vị có nhiều sức khỏe, mọi sự bình an. Xin chào, hẹn gặp lại mọi người trong các video tiếp theo.